Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Cả nhà ơi, trong video vào buổi tối ngày 26 tháng 8 năm 2021, Tâm cũng xin chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị và các bạn những thông tin về diễn biến nóng nhất mới nhất về tin dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và những diễn biến khác có liên quan. Tâm Tâm cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã tin tưởng lựa chọn kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm để nghe các tin tức về diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cả nhà khi xem video hãy nhớ bấm like và share video. Ai chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký, nhấn vào chuông báo để nhận thông báo mới nhất khi Tâm Tâm có video mới, thông tin mới. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Đầu tiên là báo cáo nhanh về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 17 giờ ngày 26 tháng 8. Tin vui là hôm nay số ca nhiễm trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 17 giờ là 15 ca, gồm có số ca phát hiện trong khu cách ly là 3 ca, số ca phát hiện trong cộng đồng gồm qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế 1 ca, qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng là 11 ca và tổng số ca nhiễm F0 từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay là 3.937 ca và hôm nay thì đã truy vết được 11 F1. Số trường hợp điều trị khỏi trong ngày là 56 trường hợp, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên là 2.407 người và hôm nay thì cũng ghi nhận 1 ca tử vong. Hôm nay trong số 15 ca ghi nhận thì trên địa bàn quận Ninh Kiều là 7 ca, đó là xét nghiệm cộng đồng, còn lại 3 ca ở địa bàn quận Bình Thủy thì gồm có 1 ca tại cơ sở y tế và 2 ca trong khu cách ly. Còn địa bàn quận Thốt Nốt cũng ghi nhận có 3 ca là xét nghiệm cộng đồng và huyện Cờ Đỏ là 1 ca trong khu cách ly. Tính theo xã phường thì các xã phường sau đây có số ca nhiễm cao nhất trên từng địa bàn quận huyện. Thì gồm có đầu tiên đó là Ninh Kiều là phường An Bình với 168 ca F0, Ô Môn là phường Phước Thới với 174, Bình Thủy là phường Bình Thủy là 375, quận Cái Răng là phường Hưng Phú 443 F0, quận Thốt Nốt là phường Thốt Nốt với 141 F0, huyện Vĩnh Thạnh thì gồm có xã Thạnh Lộc là 14 F0, Cờ Đỏ là xã Thạnh Phú 8 F0, Phong Điền là xã Giai Xuân với 64 F0, Thới Lai là xã Trường Xuân với 123 F0. Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 17 giờ ngày 16 tháng 8. Khi có thông tin mới, Tâm Tâm sẽ liên tục cập nhật để chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển qua một thông tin khác. Thì Tâm Tâm sẽ nhắc một chút về lịch học tại Cần Thơ, đó là các cấp mầm non, tiểu học sẽ khai giảng vào ngày 20 tháng 9, còn lớp 9, lớp 12 là 6 tháng 9, các khối khác là 13 tháng 9, còn giáo dục thường xuyên là 20 tháng 9. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển qua những thông tin khác có liên quan nhé. Ninh Kiều quyết tâm mở rộng vùng xanh, thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các điểm vui chơi, giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của quận Ninh Kiều. Tuy nhiên, Ninh Kiều quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân. Quyết liệt phòng chống, theo Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, từ ngày 10 tháng 7 đến 15 giờ ngày 23 tháng 8, Ninh Kiều có 912 ca nhiễm COVID-19. Ninh Kiều đã thành lập đội chỉ huy truy vết thần tốc chống dịch COVID-19 quận Ninh Kiều để khoanh vùng, truy vết và khai thác lịch trình dịch tễ của các ca nhiễm và nghi nhiễm. Tổ chức truy vết nhanh chóng, chuyển gửi thông tin khẩn cấp về tổ thông tin phòng chống dịch COVID-19 của quận, thành phố để thống nhất biện pháp xử lý, phòng chống dịch. Đến ngày 23 tháng 8, quận Ninh Kiều đã truy vết dịch tễ và cách ly tập trung 1.808 người liên quan F0, 3.373 người cách ly tại nhà và nơi lưu trú. Bên cạnh đó, ngày 23 tháng 8, Ninh Kiều có 972 trường hợp hoàn thành cách ly, 2.315 người hoàn thành cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Hầu hết các ca nhiễm bệnh đều được điều trị tích cực và khỏi bệnh. Ủy ban Nhân dân quận đã chỉ đạo 11 phường lập các chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, bố trí lực lượng là công an, quân sự, y tế, đoàn viên thanh niên, làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16. Bên cạnh đó, 11 phường còn tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất ở các khu dân cư để hạn chế tối đa việc đi lại không cần thiết của người dân, nhằm tăng cường thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Từ ngày 17 tháng 7 đến 23 tháng 8, quận đã tổ chức tuần tra kiểm soát 1.984 cuộc, qua đó lập biên bản xử phạt 2.702 trường hợp.
với số tiền 5,892 tỷ đồng. Hầu hết các trường hợp vi phạm do ra đường không thuộc diện cần thiết, tập trung đông người tại nơi công cộng. Bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh Covid. Trong những ngày gần đây, nhiều khu vực, khu dân cư, tuyến hẻm con đường trên địa bàn quận Ninh Kiều có nhiều chốt, hẻm, treo bảng vùng xanh, vùng có mức bình thường mới. Đây là tín hiệu khẳng định khu vực an toàn, không có nguy cơ xuất hiện dịch bệnh COVID-19. Các con hẻm chốt vùng xanh này được chính quyền địa phương và người dân lập nên để bảo vệ giữ vùng xanh vững chắc, sớm đưa đời sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Điển hình có khu dân cư số 9, khu vực 4 phường Xuân Khánh được lập thành vùng xanh, chốt kiểm tra người và phương tiện giao thông ra vào khu dân cư. Khi người dân mua hàng, shipper sẽ mang tới chốt rồi báo cho khách ra nhận hàng. Chốt được bố trí 4 chiếc bàn làm phương tiện trao nhận hàng giữa các shipper và người dân nhằm hạn chế dịch COVID-19 xâm nhập vào khu dân cư. Phong trào bảo vệ vùng xanh thắng nhanh COVID trên địa bàn quận Ninh Kiều được phát động từ ngày 18 tháng 8 với mục tiêu mỗi ngày duy trì và thực hiện nhiều hơn các khu vực tự quản bảo vệ vùng xanh. Bảo vệ vùng xanh được thiết lập với lực lượng nòng cốt là cán bộ công nhân viên, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, thanh niên tình nguyện, các đoàn thể và người dân cư trú ở khu vực. Bên cạnh đó, 11 phường trên địa bàn quận Ninh Kiều cũng tập trung rà soát, xác định sớm và bảo vệ được các vùng xanh, có biện pháp lộ trình cụ thể để chuyển vùng vàng, vùng có nguy cơ nhiễm COVID-19 thành vùng xanh, vùng cam là vùng có nguy cơ cao thành vùng màu vàng và khoanh chặt, thu hẹp vùng đỏ là vùng có mức nguy cơ rất cao. Ninh Kiều đưa ra mục tiêu trong thời gian ngắn nhất phải kiểm soát được tình hình dịch trên địa bàn, phải cô lập được các vùng đỏ mới phát hiện ở phạm vi hẹp nhất. Theo trang báo Tuổi Trẻ đưa tin, chính phủ yêu cầu xem xét cho một doanh nghiệp nhập 15 triệu liều vaccine Pfizer. Ngày 25 tháng 8, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế xem xét tạo điều kiện hỗ trợ cho công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Donacoop nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị Chính phủ xem xét tạo điều kiện hỗ trợ cho công ty Donacoop nhập vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, công ty này cho hay là đã đàm phán với hãng dược Pfizer và cơ bản đã thống nhất về giá mua. Cụ thể, thì công ty đã đặt mua 15 triệu liều vaccine Pfizer và bên bán cam kết giao làm 2 đợt, chậm nhất là giữa tháng 9 năm 2021. Do đó, tỉnh kiến nghị tạo điều kiện cấp phép cho công ty nhập vaccine về trên sân bay Tân Sơn Nhất và đưa về kho bảo quản. Đồng thời, cho phép công ty này bán cho các tỉnh thành có đơn đặt hàng với công ty để phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và những đối tượng ưu tiên tiêm chủng. Đồng Nai cho rằng trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 và tình hình khan hiếm vaccine, doanh nghiệp đã chủ động đàm phán với các nhà sản xuất uy tín để có nguồn vaccine phòng COVID-19 là rất ý nghĩa. Văn bản cũng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, giao Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long quán triệt thông báo việc khuyến khích các địa phương tổ chức tìm mua vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế quản lý việc cấp phép, kiểm tra chất lượng, bảo quản vaccine, tổ chức tiêm miễn phí cho người dân. Một thông tin khác liên quan đến vaccine, đó là theo lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, xác nhận 269.100 liều vaccine Pfizer vừa về đến Hà Nội. Đây là số vaccine thuộc 1 triệu liều do Mỹ viện trợ thêm cho Việt Nam. Trên đây là một số thông tin mà Tâm Tâm chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ hữu ích đối với mọi người. Bây giờ thì Tâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video clip lần sau. Bye bye!